Emily mến chào tái ngộ quý ông bà, cô chú, anh chị em trong bản tin Hoa Kỳ ngày 1 tháng 8 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Cảm ơn quý khán thính giả vì đã luôn ưu tiên chọn nghe chương trình của Emily. Kính chúc cho quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng cho tháng mới. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhân chứng bị đe dọa tính mạng, đảng Cộng hòa liên triệu tập cuộc điều trăng kính, lòi ra thêm 40 triệu đô la tham nhũng mới với quá phụ tỷ phú của một thị trưởng Moscow. Úc thuyết phục Mỹ từ bỏ dẫn độ ông Ashen, Ngoại trưởng Blinken không đáp ứng. Và sau đây là phần thông tin chi tiết kính thưa quý vị trước sự nỗ lực tống tụ nhân chứng của DOJ đang thực hiện chống lại cuộc điều tra của đảng cộng hòa tại hạ viện liên quan đến những đại án tham nhũng của cha con Biden thì cộng sự kinh doanh của gia đình Biden Devon Archer cũng là đối tượng DOJ đang nhắm đến đã đến tòa nhà văn phòng quốc hội vào thứ hai để đưa ra lời khai kính cho các nhà lập pháp điều tra xem liệu Biden có tham gia vào các kế hoạch bán rong gây ảnh hưởng hay không. Rõ ràng, Bộ Tư pháp Biden lo lắng rằng sự thật sẽ đến với người dân Mỹ ngày hôm nay. DOJ lo lắng Archer sẽ vạch mặt gia đình tội phạm Biden, gia đình chính trị tham nhũng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Archer, 49 tuổi, bước vào tòa nhà văn phòng của Hạ viện cùng với luật sư của mình và mỉm cười trước đám đông phóng viên và máy quay. Ông ấy đang phải đối mặt với án tù kéo dài một năm sau khi thua kiện về một bản án gian lận chứng khoán không liên quan. Các nhà điều tra của quốc hội đang đợi Archer bên trong. Hy vọng ông ấy sẽ cung cấp chi tiết về các cáo buộc về vai trò trực tiếp của Biden trong các giao dịch nước ngoài của gia đình thu về hàng triệu đô la từ Trung Quốc, Ukraine và các quốc gia khác. Ông Biden đã phủ nhận mọi liên quan hoặc là biết về các giao dịch kinh doanh do con trai của ông ta, Hunter Biden và các thành viên khác trong gia đình. Lời khai của ông Archer được đưa ra sau khi các quan chức của Bộ Tư pháp gửi một lá thư bất thường vào thứ Bảy tới thẩm phán. Trong vụ gian lận chứng khoán của ông, thúc giục bà ấn định ngay giờ để ông Archer đầu thú và bắt đầu án tù. Trong phiên điều trần, Archer đã công khai một đoạn tin nhắn giữa ông ấy với Hunter. Ông ấy đặt ra câu hỏi, tại sao chính quyền của bố bạn lại chỉ định những người bắt giữ và tống tôi vào tù? Cụ thể như quý vị có thể theo dõi trên màn hình về đoạn tin nhắn nguyên gốc này. Devon Archer tức giận đã hỏi Hunter Biden tại sao chính quyền của cha anh ta lại bắt anh ta, rằng tại sao những người được bổ nhiệm trong chính quyền của bố bạn lại bắt tôi và tống tôi vào tù. Chỉ tò mò thôi, một số đối tác của chúng tôi hỏi ra đây. Tại sao họ lại cố gắng hủy hoại gia đình tôi và phá hủy các con tôi và không ai từ phía gia đình bạn bước vào và ít nhất là cố gắng giúp đỡ tôi. Tôi không hiểu và tôi chán nản. Một loạt những người châu Á này đang hỏi tôi điều tương tự nên tôi chỉ tò mò không biết nên trả lời như thế nào. Thông qua channel Ryan Miranda Devine từ The New York Post, lần đầu tiên đưa tin về cuộc trao đổi tin nhắn văn bản này giữa Hunter và Devon Archer vào tháng 2 năm 2022. Hunter đã cố gắng thuyết phục rằng Archer là một phần của gia đình Biden và gia đình Biden sẽ không bỏ rơi anh ấy. Mọi đại gia đình đều bị bức hại. Bạn là một phần của gia đình, không phải là trò diễn phụ. Không bị họ bỏ rơi ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất của bạn. Đó là cách Biden thực hiện. Đó là cái giá của quyền lực và những người chức vấn bạn. Thực sự không có ai. Ngoài ra, thưa quý vị, về việc Karen Jean-Pierre, từ chối cho biết lý do tại sao Biden không xử phạt tỷ phú người Nga Yelena Baturina, cũng như việc Biden có gặp bà ở Georgetown hay không khi ông còn là phó tổng thống. Thì hôm nay, bạn thân và cộng sự kinh doanh của Hunter Biden, Devon Archer, đã làm chứng rằng, chú Biden đã gặp Yelena Baturina của Nga, người sau này đã đầu tư 40 triệu đô vào các dự án bất động sản của Hunter Biden, và cô ấy cũng đã trả cho Hunter Biden 3,5 triệu đô la phí tư vấn. Botorina, quá phụ tỷ phú của một thị trưởng Moscow tham dũng, đã bị loại khỏi danh sách trừng phạt của Biden. Công ty bất động sản của Hunter Biden đã nhận được khoản đầu tư là 40 triệu đô la từ một nhà tài phiệt Nga, email mới tiết lộ. Mối quan hệ giữa Hunter Biden và Zalana Borustina đã được một báo cáo của Thượng viện đánh giá là đáng báo động sau khi cô chuyển 3,5 triệu đô la một cách đầy bí ẩn cho một công ty có liên quan đến Hunter Biden. Anh trai của Baturina, Victor Baturina, nói với Dalimao rằng số tiền này là một khoản thanh toán để thâm nhập thị trường Mỹ. Nhưng Dalimao hiện có thể tiết lộ rằng mối quan hệ tài chính của Hunter với Baturina đã rộng rãi hơn nhiều với việc công ty của cô ấy đầu tư 40 triệu đô la vào một liên doanh bất động sản của công ty Rosman Ridley của Hunter. Vào năm 2012, công ty của Hunter có kế hoạch đầu tư 69,7 triệu đô la vào 2,15 triệu mét vuông diện tích văn phòng tại 7 thành phố của Hoa Kỳ. Các tài liệu phát thảo kế hoạch cho biết, số tiền này đến từ nhiều nhà đầu tư, bao gồm 40 triệu đô la từ Interco Management AG, một công ty thụy sĩ thuộc sở hữu của Baturina. Tập đoàn Interco là tập đoàn khổng lồ về nhựa và xây dựng đã đưa Baturina trở thành người phụ nữ giàu nhất nước Nga vào thời điểm đó. Cô có giá trị tài sản rộng hiện tại là 1,4 tỷ đô la, theo Forbes. Úc thuyết phục Mỹ từ bỏ dẫn độ ông Ashen, Ngoại trưởng Blinken không đáp ứng. Thưa quý vị, Úc tiếp tục cố gắng thuyết phục Mỹ chấm dứt việc truy tố ông Julian Ashen, người sáng lập Wikileaks. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Mười năm trước, người đàn ông Úc này đã xuất bản một kho tài liệu mật của Mỹ, bị cáo buộc có hành vi phạm tội hình sự vô cùng nghiêm trọng. Hãng tin AP chỉ ra rằng, chính phủ đảng lao động trung dung của Úc đã lập luận kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm ngoái rằng, Mỹ nên hủy bỏ các cáo buộc chống lại ông Assange. Ông Assange đã trải qua 4 năm trong một nhà tù ở Anh để phản đối việc dẫn độ sang Mỹ. Sự tự do của ông được nhiều người coi là phép thử, ảnh hưởng của chính phủ Úc đối với chính quyền Biden của Mỹ. Ông Blinken xác nhận vào ngày 29 tháng 7 rằng, vấn đề về ông Assange đã được thảo luận trong cuộc họp thường niên của ông với Ngoại trưởng Úc Penny Wong. Ông Blinken cho biết, tôi hiểu mối quan tâm và cách nhìn nhận vấn đề của Úc. Tôi nghĩ rằng điều rất quan trọng là bạn bè của chúng tôi ở đây hiểu về sự lo lắng của chúng tôi về vấn đề này. Ông nói thêm, ông Assange đang bị truy tố tại Mỹ vì tội hình sự rất nghiêm trọng. Ông ấy liên quan đến một trong những vụ rò rỉ thông tin mực tồi tệ nhất trong lịch sử nước ta. Bà Penny Wong cũng nói rằng, việc truy tố ông Assange đã kéo dài quá lâu và Úc hy vọng Mỹ sẽ rút lại các cáo buộc. Tuy nhiên, thì Úc tiếp tục do dự về việc liệu Mỹ có nên hủy bỏ việc truy tố ông Assange hay là đạt một thỏa thuận hòa giải với ông ấy hay không. Báo cáo cho biết, các công tố viên Mỹ đã cáo buộc ông Assange giúp nhà phân tích tình báo lục quân Mỹ Chelsea Manning đánh cấp các tài liệu mật. Chelsea Manning bị bắt vì cáo buộc làm rò rỉ một số lượng lớn tài liệu mật của chính phủ Mỹ cho Wikileaks vào năm 2010, bị kết án 35 năm tù vào năm 2013. Sau khi vào tù, Chelsea Manning tuyên bố sẽ trở thành phụ nữ và đổi từ Preston Manning thành Chelsea Manning. Manning đã trải qua ca phẫu thuật chuyển đổi giới tính vào năm 2016 sau một thời gian dài đấu tranh và hai lần tự sát. Vào tháng 1 năm 2017, tổng thống Obama đã giảm án cho Manning trước khi rời nhiệm sở, giảm bản án còn lại từ 28 năm xuống còn 4 tháng, đưa ngày trả tự do cho Manning từ năm 2045 sang tháng 5 của năm đó. Úc lập luận rằng Mỹ không nhất quán trong cách đối xử với ông Assange và Manning. Tờ qua điện của Anh đưa tin, việc ông Blinken bảo vệ các cáo buộc của Mỹ đối với Assange sẽ được coi là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực giải cứu ông ta của cộng đồng quốc tế. Ông Assange sinh ra ở Úc đã thành lập trang web Wikileaks vào năm 2006 và vào năm 2010 đã công bố hàng trăm ngàn tài liệu quân sự và ngoại giao bí mật của chính phủ Mỹ do Manning đánh cấp, vào năm 2019, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc Assange 17 tội danh gián điệp và một tội danh sử dụng máy tính không thỏa đáng, đồng thời đưa yêu cầu dẫn độ sang Vương quốc Anh. Kể từ khi Assange bị chính phủ Anh bắt giữ từ Đại sứ quán Ecuador ở London vào tháng 4 năm 2019, ông đã bị giam giữ trong nhà tù Belsmart ở phía nam London và được canh gác nghiêm ngặt. Nếu bị dẫn độ sang Mỹ và bị kết tội, ông sẽ phải đối mặt với án tù cao nhất lên đến 175 năm. Vào ngày 4 tháng 1 năm 2021, thẩm phán Anh Vanessa Barrister bác bỏ yêu cầu của Mỹ về việc dẫn độ asen Bà nói rằng với những lo ngại về sức khỏe tâm thần và nguy cơ tự tử của ông, làm như vậy sẽ mang tính áp bức. Vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, ông asen bị Khoa Kỳ từ chối bảo lãnh tại ngoại chờ kháng cáo. Vào ngày 10 tháng 12 năm 2021, Tòa án tối cao Vương quốc Anh ra phán quyết rằng, ông Assange có thể bị dẫn độ đến Mỹ để đối mặt với cáo buộc. Vào tháng 3 năm 2022, Tòa án Tối cao Vương quốc Anh đã bác bỏ đơn kháng cáo của ông Assange. Việc dẫn độ đã được Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Anh Christy Pastel phê chuẩn ngày 17 tháng 6 năm 2022. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2022, ông Assange tuyên bố chính thức kháng cáo lệnh dẫn độ của Vương quốc Anh. Cuối cùng, thêm một lời kết, Emily và cộng sự rất mong quý ông bà, cô chú và các anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV Epostam. Kính chúc cho quý khán thính giả một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an.